Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới. Có một nết để đo cái phước của mình. Mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu, thì chưa đủ phước để thành tựu. Người nào mà cứ kiên trì sống tốt, nhẫn nại tạo phúc, huân tập đạo đức vài năm, rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa, và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều, tâm thì sáng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Ngược lại, người nào quyết liệt làm ác, sống tề bạc, không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới, xui kỳ cục, gia tới dấp lui, đụng gì cũng bể đổ, làm gì cũng không thành, tính gì cũng trật nấy, rất bức bách trong cuộc sống và tâm không yên, và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống. Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phước lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có. Tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước. Tự nhiên cảnh vật, mọi người quanh mình tốt dần lên mà mình không ngờ. Và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy. Ngày trước còn khó khăn, muốn mua một bộ đồ phải dắt óc, nhịn ăn mới mua được. Ngày nay, muốn mua là thoải mái mua. Ngày trước, tâm cứ mong cầu khát khao, được này được kia, nhưng thấy rất xa xôi và đều thất bại. Bây giờ, tâm rất nhẹ nhàng, nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó, tức là vừa nghĩ tới, tức là nghĩ vừa với cái phước của mình, thì tự nhiên điều đó thành tựu. Như mình muốn có xe, thì tự nhiên có duyên phước có xe mới. Mình muốn có smartphone mới để làm việc, dù lúc đó không đủ tiền, nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình. Mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt. Một trong các dấu hiệu của phước là đúng ý mình. Người phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình, giống với mình nghĩ. Người phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo. Muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia. Chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào thì phước như ý túc càng lớn chừng đó. Do các vị từ lúc ở thế gian là người rất rộng rãi, bao dung và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh, nhưng là nhu cầu chân chính nha. Thích hành thiện, tích đức, không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào, ham thích phụng sự, ham thích bố thí, ham thích cúng dường. Có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thản nhiên thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, mù mờ hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật, và chẳng bao lâu người ấy lên chức thật. Có người thì lười tạo phúc, lười làm việc, nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia. Càng nghĩ càng điên loạn, càng nghĩ thì càng thất bại, vì trong cái hoang tưởng đó có cái kiêu mạn nữa. Người có phước đức thực sự là người như thế nào? Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự
là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh, xinh đẹp. Những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ít tai nạn, bệnh tật. Một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng. Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc, hành vi, suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời. Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thực sự toàn diện và đúng đắn. Có lần Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn, thấy một ông chủ trại giàu có, khổ não, đau buồn vì bị mất những con bò. Đức Phật dạy: các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả, chẳng có trói buộc gì cả. Còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng, phiền muộn. Cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm, không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn, mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác. Nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ, họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến. Những người không có đủ phước đức trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội, nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh, cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ, để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình, và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ, hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cúi đầu, xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được. Xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có. Không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối, ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng nhờ thiện căn đời trước, nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh, xinh xắn, không ai bị kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước. Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến thành công mỹ mãn. Vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng. Ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình, nên phải tập hợp gia tộc lại làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ vị cúng tế tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên rất nhiều thiên dương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ các tường. Phúc đức trổ mạnh mẽ, niềm vui tới một lúc, do phúc đức đời trước, nay đến lúc thành thục. Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật Thích Ca, mừng rỡ, chạy ra ngoài cửa cung kính, lễ bái mà nói: ngài là vị xuất gia, được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn,
nên độ hóa được chúng sinh trong cả 10 phương thế giới. Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn, nên Ngài tới đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. Nói xong, bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng, loại thượng hảo hạng ra, cúng dường Đức Phật. Đức Phật tiếp nhận, rồi bèn chú nguyện cho ông, và còn từ bi khai thị rằng, trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài, vốn đã bị 5 loại tai nạn nguy hiểm chi phối. Nhưng người ta không biết cái đạo lý này, nên cứ mong cầu, không chịu biết đủ, tính toán chi ly, đến khi chết, đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay, nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường, thì sau này, phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông. Trưởng giả nói, 5 tai nạn nguy hiểm ấy là gì? Đức Phật trả lời, thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bão lụt không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số 5 nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ, nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu, mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng. Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần. Trưởng giả nghe thế, sinh tâm chí thành, bố thí một cách hoan hỷ. Đức Phật nói xong, cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật. Đồng một lúc ấy, có một vị ngoại đạo tên là Bất Lăng Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường, mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bắt chước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ, nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lăng Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng, tội không tránh được, có nợ phải trả. Rồi Ngài nói lên 4 câu kệ cát tường dạy cho Bất Lăng Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý bất hạnh yểu mệnh, đồng thời có người ganh ghét sàm tấu ông với vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bão tố lật úp, và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất Lăng Ca Diếp hồ hởi phấn khởi đến trước nhà trưởng giả, mạnh miệng đọc to lên những câu kệ cát tường. Trưởng giả đang phiền não, không có chỗ để phát tiết, đột nhiên nghe những câu kệ cát tường, ngỡ rằng Bất Lăng Ca Diếp cố ý chọc tức mình, nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh, bất chấp hết thảy, thuận tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa, đánh Bất Lăng Ca Diếp một trận túi bụi. Đáng thương cho Bất Lăng Ca Diếp, trong thoáng chốc bị đòn đến thân, cả người bầm tím mang đầy thương tích, bò lê bò càng đau đớn trở về nhà. Nhưng tuy vậy vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ ngỡ rằng tại Đức Phật không chịu dạy kệ cho rõ ràng. Lúc ấy Đức Phật đang ở vườn trúc La Duyệt Tri thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng,
Bức Lăng Ca Diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho Kệ Cát Tường, ta khuyên can mà không nghe, hôm nay lại đằng đó bị đả thương rồi. A Nan hỏi Đức Phật: Bức Lăng Ca Diếp làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói: Đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm vua đang ngủ trưa thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót. Tiếng hót nghe rất cảm động. Vua nghe nó hót vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bèn hỏi người xung quanh rằng: Đó là loài chim gì? Sao nó hót nghe cảm động đến thế? Người xung quanh đáp: Có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình. Vua nghe thế, sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi. Lùng mãi, cuối cùng cũng bắt được. Vua vui mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc, châu cơ, thủy tinh, lưu ly, trân châu, san hô, anh lạc dâm dân, rất nhiều châu báu như thế, làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối, giữ nó mãi bên mình, không chịu lìa xa. Về sau có một con chim khác tên là Mộc Điểu, thấy thế bèn hỏi chim anh vũ rằng: Làm sao mà bạn được sung sướng tột cùng như thế? Anh vũ đáp: Tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình, vua nghe được cho rằng, nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế. Chim mộc ganh tức nói: Tôi có thể hót hay hơn bạn. Lúc vua sắp ngủ trưa, chim mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ. Vua giật mình tỉnh giấc, rỡn tóc gáy, nổi giận hỏi người xung quanh: Tiếng gì nghe rùng rợn đến thế? Người xung quanh đáp: Đó là con chim mộc đang hót trước cửa. Vua chưa ngu giận, lập tức ra lệnh bắt nó, giặt lông và đánh cho một trận, rồi mới thả về. Chim mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ. Có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do. Chim mộc không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ, mà nói với đồng loại rằng: Tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nổi này. Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: Âm thanh hay có thể đem lại phúc đức, âm thanh dở thì đem đến tai họa. Chim mộc tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh vũ. Vì vua thọ ấy chính là trưởng giả Âm Duyệt ngày nay, chim mộc là Bức Lăng Ca Diếp trong quá khứ đã ganh tị với chim anh vũ nên bị đánh đập đau đớn, kiếp này cũng lại ganh tức với Phật, cũng lại bị nạn gậy gộc. Chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải. A Nan hỏi Đức Phật: Trưởng giả Âm Duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo, và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất? Đức Phật trả lời: Trong đời trước lúc còn trẻ, Âm Duyệt tin phụng Phật pháp, chí thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau được như nguyện. Nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh, đâm ra đam mê tự sát, khinh mạng tam bảo. Đã thế còn không có tâm từ bi, không gieo trồng thiện căn. Vì thế phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước, hoa đốm trong không, biến mất trong nháy mắt. Sau đó thật đáng thương, sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách, chịu tận cùng khổ báo, rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Ý nghĩa và lợi ích đốt đèn cúng Phật. Luật ý đốt đèn cúng Phật trong nghi thức nhiên đăng Phật giáo. Truyền thống đốt đèn cúng Phật có trong Phật giáo được bắt nguồn từ câu chuyện Bần Nữ Cúng Đèn. Chuyện kể rằng, một thời Đức Phật ở nước La Dực Kỳ tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Quan. Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì. Kỳ Bà nói: Ngài nên đem rất nhiều đèn để cúng dường Phật. Vua liền sai chở 100 thùng dầu về tịnh xá Kỳ Quan.
có một bà già, nhà rất nghèo, có tâm chí thành, muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai tiền, liền đến nhà hàng mua dầu. Chủ hàng hỏi, bà rất nghèo túng, xin được có hai tiền, sao không mua đồ ăn mà lại đi mua dầu? Bà già đáp rằng, tôi nghe ra đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được một lần. Tôi nay may mắn được sinh thời Phật mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy vua làm việc đại công đức. Tôi tuy cùng khổ nhưng cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bản cho đời sau. Lúc bấy giờ, người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà già, liền đông cho thêm 3 tiền, thành được 5 tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật, thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm. Bà phát nguyện rằng, con không có gì cúng dâng Phật ngoại trừ cây đèn nhỏ này, nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có trí tuệ, mong cho con giải thoát tất cả hữu hình ra khỏi bóng tối ngu si, mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu quế chướng ngại của họ và đưa họ đến giải thoát. Đêm ấy, tất cả các ngọn đèn của vua cúng dường có ngọn tắt, có ngọn đỏ, tuy có người chăm sóc nhưng không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão thì chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao. Đến lúc bình minh, ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy. Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi thu lại những cây đèn, khi trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng, đầy dầu và bất mới, ngài nghĩ, không lý gì để cho cây đèn này vẫn cháy vào ban ngày. Và ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Đức Phật vẫn nhìn ngài từ lúc đầu và bảo, Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem được 4 biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được. Tại sao? Vì cây đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng. Khi Đức Phật nói lời này, thì bà lão ăn xin đi đến ngài, và ngài nói lời thọ ký cho bà, trong tương lai sẽ thành Phật. Vua A Xà Thế nghe nói, liền hỏi kỳ bà rằng, ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao? Kỳ bà đáp rằng, ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuận thành tôn kính tuyệt đối của bà lão kia đối với Đức Phật. Từ câu chuyện này, trong nghi thức tín ngưỡng, tín chúng Phật giáo bắt đầu có nghi thức thắp đèn cúng Phật. Trước là để tỏ lòng cung kính đối với Phật và thánh chúng, sau là cầu nguyện trí tuệ cho mình ngày đêm sáng suốt. Thứ nữa là để cầu mong bao nhiêu công đức của việc dâng đèn cúng Phật này hồi hướng đến cho bản thân và gia đình mình, cũng như pháp giới chúng sanh đều được chư Phật Bồ Tát gia hộ vạn sự kiết tường như ý. Đại thừa Thánh giáo hưng khởi, Phật giáo bắt truyền đến Đông Đô, thì nghi thức đốt đèn cúng Phật ngày một phát triển. Từ thành thị cho đến thôn quê, từ hoàng cung cho đến lê thứ, đâu đâu cũng tổ chức nghi thức đốt đèn cúng Phật trong các pháp hội, dược sư cầu quốc thái dân an, cho đến pháp hội Du Lan cầu nguyện cho pháp giới tứ sanh giảng sanh tịnh độ. Dâng đèn cúng Phật từ những ý nghĩa ban đầu đến khi bắt truyền được Đại thừa Kinh giáo bắt đầu tuyên dương cũng như diễn giải thâm ý và tán thán công đức của nghi thức thắp đèn cúng Phật, làm cho nghi thức này trở thành một trong những nghi tiết quan trọng và bậc nhất, không thể thiếu
trong các pháp hội quan trọng của Phật giáo Bắc truyền. Trong quan niệm truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, đăng là tượng trưng cho trí tuệ, với ý nghĩa là chân lý của Đức Phật, như ngọn minh đăng chiếu sáng và dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi u minh phiền não, đi đến an lạc niết bàn giải thoát. Vì vậy nên Đức Phật thường dạy: "Này các con, hãy tự mình thắp đốt lên mà đi." Cho nên nghi thức đốt đèn cúng Phật là hàm ý nương vào trí tuệ của Phật để rọi chiếu vô minh ám chướng của chính mình, diệt trừ phiền não, chiếu phá ngã chấp, giải thoát an lạc. Theo tinh thần của Đại Thừa Phương Quảng cho rằng, đốt đèn cúng Phật diệu ý cũng không khác gì như ánh sáng trí tuệ của chư vị Bồ Tát Mahātát chiếu rọi, phá vỡ vô minh tâm tối của chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm quyển 78 có đoạn chép: "Này người thiện nam, dĩ như dùng một ngọn đèn soi vào ngôi nhà tối cả trăm ngàn năm, thì bóng tối ấy lập tức đều bị xua tan hết. Ngọn đèn tâm bồ đề của các bậc đại bồ tát Mahātát cũng như vậy, soi vào tâm u tối trải qua bá thiên vạn ức kiếp không thể tính hết của chúng sanh, tạo các nghiệp phiền não vô số ám chướng đều có thể diệt trừ sạch hết. Thắp đèn cúng Phật được công đức rất to lớn." Trong nhiều kinh điển Đại Thừa đều dạy rằng việc thắp đèn cúng Phật ở bảo tháp trong chùa trước tượng Phật, hoặc thắp cúng dường trước các bộ kinh điển của Phật, tất cả đều được vô lượng công đức. Như trong kinh Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Công Đức có thuyết về công đức của việc thắp đèn cúng Phật: "Nếu có người phát tâm phụng hiến thắp đèn cúng dường Phật thì được 10 điều công đức. Thứ nhất là được công đức cả cuộc đời quang minh sáng lạng như ánh đèn. Thứ hai, được sanh về nơi chỗ tùy theo ý muốn của mình, không bao giờ bị đau các chứng bệnh về mắt. Thứ ba, nếu như phát tâm tu hành thì sẽ chứng được phép thiên nhãn thông. Thứ tư, được trí tuệ có thể đối với các pháp thiện hay ác đều có thể phân biệt được. Thứ năm, diệt trừ được hết thảy tối tâm mê muội. Thứ sáu, đắc chứng được pháp trí tuệ quang minh. Thứ bảy, khi luân chuyển trên thế gian không bao giờ xa lìa vào ác đạo tối tâm. Thứ tám, được đầy đủ phước báo to lớn. Thứ chín, khi lâm chung được sanh lên cõi trời. Thứ mười, nếu phát tâm tu hành thì sẽ sớm chứng được quả vị niết bàn." Trong kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức có chép về những điều vui hỷ lạc trong đời hiện thế mà tất cả ai ai nếu như phát tâm đốt đèn cúng Phật thì đều được thọ hưởng những niềm vui như vậy. Trong kinh có đoạn chép: "Nếu có chúng sinh nào nơi chùa hay tháp của Phật đốt đèn cúng dường thì đắc được bốn pháp hỷ lạc, gồm có những pháp an lạc. Thứ nhất, đắc được hỷ lạc thân thể trang nghiêm đẹp đẽ. Thứ hai, được hỷ lạc tiền tài của báo sung mãn. Thứ ba, được hỷ lạc luôn luôn gặp được vận may. Thứ tư, được hỷ lạc thông minh trí tuệ." Theo quan niệm của Phật giáo Đại Thừa, nghi thức đốt đèn cúng Phật còn là một trong sáu thứ cúng dường trong nghi thức lục cúng qua đăng của Phật giáo Bắc truyền. Nghi thức này còn được Phật giáo Việt Nam diễn tấu thành vũ khúc lục cúng qua đăng rất là nổi tiếng và trở thành một trong những vũ điệu quan trọng trong nghệ thuật ca múa truyền thống Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Đốt đèn cúng Phật là một trong lục chủng cúng dường. Sáu món cúng dường của Phật giáo gồm có: thứ nhất, hiến hương là đốt nhang sông hương cúng dường Phật. Thứ hai, hiến hoa là dân hoa cúng dường Phật. Thứ ba, hiến đăng là đốt đèn cúng dường Phật. Thứ tư, hiến đồ là dân nước hoặc thức ăn cúng dường Phật. Thứ năm, hiến quả là dân trái cây cúng dường Phật. Thứ sáu, hiến nhạc là niệm tụng tán bạch tấu nhạc cúng dường Phật trong các nghi lễ pháp hội đàn tràng.
Sáu món cúng dường này, theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền là sáu món tượng trưng cho hạnh tu lục độ ba la mật của chư vị Bồ Tát, gồm thứ nhất bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba tinh tấn, thứ tư nhẫn nhục, thứ năm thiền định, thứ sáu trí tuệ. Đồ tượng trưng cho bố thí, hương tượng trưng cho trì giới, nhạc tượng trưng cho tinh tấn, hoa tượng trưng cho nhẫn nhục, đăng tượng trưng cho trí tuệ, quả tượng trưng cho thiền định. Người Phật tử khi thực hành các sự cúng dường này thì cũng chẳng khác nào chư vị Bồ Tát đang tu hành pháp lục độ. Công năng diệu dung cũng như nghi thức phương pháp của việc đốt đèn cúng Phật được Đức Phật dạy rất rõ ràng trong kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Trong kinh có đoạn chép: bấy giờ ngài A Nan hỏi ngài Cứu Thoát Bồ Tát rằng: cung kính Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào và đèn Phan Tục Mạng thế nào? Cứu Thoát Bồ Tát đáp rằng: đại đức, nếu người nào có bệnh muốn cứu thoát bệnh khổ của họ, nên vì họ trong 7 ngày đêm thọ trì bát quan trai giới, đồ ăn thức uống, các vật thường dùng, tùy sức lực mà làm, để cúng dường các vị sư tăng, ngày đêm 6 thời hành đạo lễ bái cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 lần, tạo 7 hình tượng Đức Phật Dược Sư, bày thành 7 bàn. Trước mỗi tượng thắp 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như dòng bánh xe, thắp sáng luôn 49 ngày không tắt. Đạo tràng phan 5 màu, dài 49 gang tay, và phóng sinh các loài súc sinh trong 49 ngày thì sẽ thoát khỏi các nạn nguy ách, không bị các quạnh quạ và ác quỷ bắt giữ. Cách mà người xưa ở Đông Đô đốt đèn thường là dùng một cái chén trảng nhỏ đựng dầu, sau đó để tiêm đèn vào đốt thành đèn. Loại đèn này rất phổ biến, sau đó có các chất liệu như vàng, bạc, đồng đỏ, sứ, gốm đều được dùng để chế tác trảng đựng dầu đèn. Càng về sau, sự phát triển của hình dáng thể loại của đèn dầu rất là phong phú, như hình chén, hình đĩa, hình bình, châu, và có loại như hình cái muỗng, hình đĩa được đặt trên giá có hình trụ, vân vân. Dầu dùng để đốt đèn được chế tác từ mỡ của động vật, hoặc là dầu được lấy từ trong các hạt cũng như trong các thân cây và trong các chất khoáng sản, vân vân. Sau đó ở Đông Độ làm ra loại đèn cày cây được chế từ sáp ong, chủng loại ngày một phong phú, đáp ứng nhu cầu thắp đèn cúng Phật ngày càng phát trong các nghi thức Phật giáo Bắc truyền. Theo quan niệm của Phật giáo Bắc truyền, nghi thức thắp đèn cúng Phật trong tự nhiên có rất nhiều ý nghĩa. Thắp đèn làm trang nghiêm cho đạo tràng, thắp đèn khiến cho tín chúng phát khởi tâm cung kính, thắp đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu diệu hết thảy chúng sinh, thắp đèn để diệt trừ hết thảy các ám chướng của phiền não, xua đi hết thảy các vận hạn không may, dẫn dắt những điều cát tường đến cho tín chủ. Vì vậy, trong truyền thống nghi thức của Phật giáo Bắc truyền, đến mùa xuân lại đốt đèn quang minh trong pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an. Đến tháng 7 Du Lan Thắng Hội lại thả hoa đăng cầu nguyện tâm linh siêu thoát. Đốt đèn cúng Phật trong nghi thức Phật giáo Bắc truyền còn một ý nghĩa giáo dục rất là sâu xa, như câu chuyện bần nữ cúng đèn như trên đã nói. Nếu như ta đốt đèn cúng Phật bằng tâm thế tục, phô trương sự giàu có, mặc dù phát tâm cúng rất nhiều dầu, dùng các vật dụng sang trọng, mắc tiền để làm đèn dân cúng, nhưng có tránh được đâu nhân quả dầu cạn lửa tắt. Cũng ví như của cải sang dầu, phước báo đều nằm trong sự chi phối của luật nhân quả vô thường. Có đó rồi mất đó, khi hưởng hết rồi thì chẳng còn chi, hoặc khi nhắm mắt xuôi tay có đem theo được thứ gì. Người nào khi phát tâm dâng đèn cúng Phật thì đừng sanh tâm đòi hỏi và mong cầu những điều lợi ích đến với mình,
mà chỉ nên nhất tâm dâng cúng chư Phật. Vì tất cả các công đức trong đốt đèn cúng Phật mà Đức Phật dạy trong kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức và kinh Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Công Đức đã sẵn có. Ta không mong cầu thì những công đức trên cũng đã tròn đủ trong ta. Chúng ta không cần phải khởi vọng niệm phiền não để kiếm tâm cúng dường với tâm không đức Phật. Nếu phát tâm cúng dường như vậy thì mới là chân cúng dường, và như vậy thì ngọn đèn trí tuệ của chư Phật mới sáng mãi trong ta. Đốt đèn cúng Phật trong nghi thức nhiên đăng cúng Phật, có trong Pháp Hội Dược Sư hay trong nghi thức phóng liên đăng trong đại lễ Du Lan Phật giáo Bắc Truyền, đều có chung một hàm ý là mong muốn trí tuệ của hết thảy chúng sanh nương theo ngọn đèn cúng Phật này để tỏa rạng, cầu nguyện Phật tâm và Phật tánh sáng suốt sẵn có trong mỗi con người, thể hiện đức tánh từ bi, bình đẳng, không phân biệt, không bị các âm phiền não như phân biệt giai cấp, sang hèn, hơn thua, so đo của phàm phu làm lu mờ trí tuệ. Ý nghĩa cúng đèn với bản tâm thanh tịnh tiếp nối ánh sáng trí tuệ của Phật Pháp để hiển bày được thể tánh chân như của Phật. Đốt đèn cúng Phật với phát tâm như vậy, đó được coi là cúng dường ba la mật, cho nên tương ưng với tâm và pháp của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin nguyện chúc cho quý vị thân tâm được an lạc, tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được dung bồi, đầy đủ trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Linh Sơn Cốt Nhục. Theo nguyên tắc, mỗi năm an cư, chúng ta có thêm một tuổi hạ. Nhưng chúng ta học được gì và thực tập có kết quả đến mức độ nào mới là điều quan trọng. Chúng ta được xuất gia làm tăng ni hay được làm Phật tử tại gia, đó là may mắn lớn mà nhiều người không được. Nếu ở Việt Nam có gần 100 triệu dân, số tăng ni xuất gia độ 50.000 và số Phật tử tại gia chỉ khoảng 40 triệu, có thể cho là con số lớn, nhưng nếu đem so với dân số toàn cầu là 5 tỷ dân, thì 40 triệu Phật tử tại gia và 50.000 tăng ni là con số khiêm tốn. Vì vậy, chúng ta được sanh ra ở Việt Nam và trở thành đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật là việc hiếm có và khó được. Nhưng nếu chúng ta sanh ở Việt Nam vào 100 năm trước là thời Pháp thuộc, thì chắc chắn không có những điều mà chúng ta được hôm nay. Phải nói, đó là điều phước đặc biệt cho tăng ni ngày nay. Và hơn thế nữa, chúng ta còn có môi trường rất tốt để tu học. Nhưng nếu không học, không tu được quả là uổng phí cuộc đời và không biết đời sau sẽ thế nào. Điều này quan trọng nhất mà Phật luôn nhắc nhở chúng ta. Trong Kinh Nguyên Thủy hay Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy thuyết duyên khởi. Phật nói khởi đầu từ không kiếp thì ở trong vũ trụ, tất cả những gì hiện hữu đều trải qua bốn thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Và Phật quan sát nhân duyên thấy ở giai đoạn hoại kiếp, tất cả vũ trụ không còn gì, gọi là biến thành mây khói. Nhưng trong cái không còn đó, Phật quán thấy vẫn còn, vì vậy có thuyết chân không diệu hữu. Đạt đến chân không là người tu phá bỏ được phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Phiền não, nghiệp chướng, trần lao từ đâu sanh ra? Phật nói ba thứ này từ vô minh sanh ra, nghĩa là chúng ta không biết, không thấy, rồi chúng ta tự tưởng tượng ra mọi việc và chấp vào đó. Cứ chấp hết cái này đến chấp cái khác. Tưởng tượng tất nhiên sai lầm, và sai lầm này dẫn đến vô số sai lầm khác nữa mới tạo thành phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa nói thật sự không có phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nhưng vì vô minh mà con người tạo ra phiền não, nghiệp chướng, trần lao cho mình. Nhận ra lý này, trên bước đường tu thực sự là diệt khổ. Nhưng để làm được như vậy phải áp dụng giới, định, tuệ. Có trí tuệ mới phá được vô minh. Thật vậy, Phật đã trải nghiệm rằng sanh ra một phần trí tuệ thì phá được một phần vô minh, giúp chúng ta sáng lần, thấy đúng sự việc như nó là, thì phiền não sẽ giảm,
và từ đó trần lao cũng giảm theo. Có thể khẳng định rằng, giáo pháp thực tập đúng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp như Phật dạy. Trên bước đường tu, phá bỏ lần phiền não sẽ nhận thấy nghiệp chúng ta không có, chỉ tại chúng ta tưởng tượng ra, đó là ảo giác. Phật nói do vô minh, phỏng kiến ngăn che mà tạo nghiệp, nên tự mình làm khổ và thấy khổ. Dừng nghiệp lại thì khổ không có. Thật vậy, khi Phật thành đạo, Ngài về thăm Ca Tỳ La Vệ và thuyết pháp giáo hóa. Một số vương tôn công tử đã nhận ra vọng tưởng từng làm họ đau khổ, nên họ sẵn lòng từ bỏ vinh hoa phú quý của thế nhân. Trong số đó có một quan tổng trấn phía Bắc thành Ca Tỳ La Vệ đã xuất gia theo Phật. Ông một mình tọa thiền dưới cây trong rừng, nhưng cảm thấy thiệt là hạnh phúc. Còn khi làm tổng trấn tưởng hạnh phúc, nhưng thiệt bất hạnh. Tưởng hạnh phúc vì ông giỏi, thi đỗ làm quan tổng trấn, đứng trên thiên hạ. Nhưng hồi tưởng lại, ông thấy dù có nhiều người hầu hạ, canh gác, vậy mà lúc nào cũng lo sợ, tính toán. Ban đầu thấy giặc bên ngoài, lo phòng thủ, nhưng sao lo phòng thủ cả với người bên cạnh. Khi theo Phật, biết các ảo giác, tức không nghĩ đến giặc bên ngoài, không nghĩ đến kẻ thù bên cạnh phải đối phó, nhưng nghĩ làm sao hiểu được họ, xây dựng được tình người là có vòng đai an toàn nhất. Ông thấy Phật tuy từ bỏ tất cả, nhưng vị trí của Phật thì trên đời này không có người nào so sánh được. Vì vậy ông hỏi Phật tu thế nào để thành tựu Phật quả. Đó cũng là khởi niệm của chúng ta về Phật, về thánh chúng để chúng ta quyết tâm tu. Người nào thấy và quyết tâm như vậy, tôi tin họ tu phải gặt hái được kết quả tốt đẹp. Khi người ta đi theo con đường vô minh, luôn nghĩ phải giàu có, quyền thế, nên thường sống trong thế cạnh tranh, giành giật, đưa đến nói xấu và tiêu diệt nhau. Ngược lại, ta tu, hiểu đạo, Phật dạy đầu tiên tập hạnh buông xả trước, tức những gì không phải của ta, đương nhiên ta buông trước. Và ta buông được, khiến lòng ta an thì tâm sáng được. Còn càng cố giữ, tâm càng tối. Buông được, tâm sáng, thấy được sự thật, là không phải họ xấu ác như ta nghĩ. Điển hình Phật độ ông Sunita. Vì mọi người ghét bỏ Sunita là ngoại cấp, nên ông sanh tâm đối nghịch với mọi người. Nhưng Phật độ Sunita thì ông nói chỉ có Phật thương ông, nên ông hết lòng tu, sống chết với Phật. Với quyết tâm cao như vậy, được Xá Lợi Phất chỉ dạy, chỉ trong 3 tuần ông đắc quả A-la-hán. Vua Ba Tư Nặc nghe nói Phật độ người ngoại cấp, vội đến hỏi Phật cho ra lẽ. Sunita ra trước kỳ hoàng Tịnh Xá ngồi nhập định. Tu hành việc này quan trọng. Thầy tỳ kheo có định thì có huệ, khác với tỳ kheo không có định huệ, và cũng khác xa tỳ kheo có tham sân phiền não. Sunita cấp tốc tu, rửa sạch phiền não, trần lao, nghiệp chướng, nên hảo tướng hiện. Khi vua Ba Tư Nặc hầm hầm đi vô, thấy Sunita có hào quang, liền đảnh lễ mà không biết đó là Sunita. Đáp lại sự bực tức vô cùng của vua Ba Tư Nặc vì Phật đã dám độ người hốt phân, một việc phải nói là gây sốc cho toàn dân Ấn Độ thời bấy giờ, chứ không riêng gì vua. Đức Phật thản nhiên nói rằng Ngài có độ người ngoại cấp xuất gia thật. Người này chưa dám ở trong tăng đoàn, đang ngồi ngoài cửa. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý này khác với Kinh Nguyên Thủy, là đưa ra hình ảnh cùng tử ở am tranh bên ngoài, không dám vô nhà trưởng giả. Cùng tử làm việc hốt dọn phân nhơ, nghĩa là nỗ lực tu, sống đúng với Pháp Phật dạy, tất nhiên phải khác với người hốt phân cả đời, vẫn là người hốt phân. Tôi nhắc các vị xuất gia cũng như Phật tử tại gia rằng, chúng ta đã tu thì quyết tâm ở hoàn cảnh nào, dù đọa địa ngục cũng quyết tâm làm tốt. Làm con quỷ tốt không sân si mới ra khỏi địa ngục. Đó chính là con đường Phật đã đi và thành đạt. Nếu ta nhân danh là đệ tử Phật, thì tại sao không làm theo Phật? Tôi tu hành và thăng hoa đến ngày nay vì ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn nghĩ đi theo con đường Phật, phải làm người tốt. Làm tốt như vậy, lần lần chúng ta có khả năng cảm hóa người xấu trở thành người tốt, người thù trở thành bạn. Nhưng không biết như vậy, chúng ta chuyển bạn thành thù. Họ thiệt tốt,
nhưng họ có điều gì sai lầm? Chúng ta luôn nghĩ đến cái xấu của họ mà không nghĩ đến cái tốt của họ, nên muôn đời họ vẫn xấu dưới mắt ta và vẫn là người thù của ta. Còn Kinh Nguyên Thủy nói người sống chung với ta, họ phạm lỗi, ta cố gắng giúp đỡ họ. Ví như người bị hư một con mắt, ta tráng giữ con mắt còn lại của họ là con mắt của niềm tin ở Phật, ở huynh đệ, để giúp họ cũng có cơ hội trở lại tu. Vì vậy chúng ta có bạn tốt, cố gìn giữ sự tốt đẹp này, để mất tình bạn tốt thì khó tu. Kinh Nguyên Thủy ghi rằng Phật đến thăm tỳ kheo A Nâu Lậu Đà và hỏi các thầy ở đây có hòa hợp, an vui không? Ngài đáp tụi con rất hòa hợp, rất an vui. Phật lại hỏi ông làm sao giữ chúng hòa hợp? Tôi suy nghĩ nhiều về điều này. Ngài nói với Phật ở đây tất cả huynh đệ tụi con thường lập hạnh không bao giờ nói xấu người vắng mặt. Trước khi con nói điều gì về người nào, con nghĩ nếu người đó có mặt ở đây, con có dám nói không? Trong chúng không làm mất lòng ai là lập trường của A Nâu Lậu Đà. Nếu thấy có họ mà nói làm họ buồn, nhất định không nói. Vì vậy huynh đệ chỉ nói điều gì làm người vui, nói làm người buồn thì không nói. Đó là bài học của A Nâu Lậu Đà, về sau trở thành pháp lục hòa. Tôi nhớ có lần một người nào đó nói xấu tôi với Hòa Thượng Trí Thủ. Ngài gọi tôi tới nói rằng người ta nói thầy như thế đó, thầy hãy suy nghĩ, nếu có thì sửa, nếu không có thì coi như gió thoảng mây bay. Việc đó Hòa Thượng nói riêng với tôi và tôi cảm ơn Ngài. Hòa Thượng dạy có lỗi thì sửa, không có lỗi thì bỏ qua lời nói xấu, nghĩa là bỏ phiền não, tâm mình an vui thì mới thanh tịnh được. Các huynh đệ nhớ giữ tâm mình luôn an vui, thanh tịnh, thì quả dự lưu mới có và đắc quả A-la-hán, các thầy mới yên tâm. Chưa tới quả vị này, chúng ta còn ngại, vì thọ thân sao, chúng ta còn bị nghiệp chi phối, đẩy chúng ta đi thọ sanh trong sáu đường sinh tử. Nhưng đắc La-hán có thọ sanh, chúng ta cũng tự tại là chọn được chỗ thọ sanh theo ý nguyện của mình. Vì vậy đối với thanh văn phải đạt được giải thoát đầu tiên. Hỏi những chuyện của Bồ Tát, Phật không nói. Chưa độ được mình, chưa ra khỏi sinh tử, chưa nghĩ đến những việc khác. Trên bước đường tu, chúng ta giữ tình bạn tốt trong đời này cho đến nhiều đời sau. Thể hiện điều này, chúng ta có câu Linh Sơn Cốt Nhục là pháp lữ trong đạo quý hơn ngoài đời. Với người đời thì chấm dứt xác thân, tình bạn cũng hết. Tôi nhớ Hòa Thượng Trí Thủ thường nói rằng đời này chí những đời sau, chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình. Ráng giữ mối tương quan với người bạn tốt, vì không có bạn tốt, chúng ta khó làm được việc. Trước khi vào học viện này, tất cả huynh đệ không quen biết nhau, mỗi người sanh một chỗ, tu một pháp môn. Nhưng vô đây học, ở chung với nhau suốt 4 năm, lần lần hiểu nhau, có cảm tình với nhau. Đó là thiện chưa sanh, tráng làm cho sanh. Vì trường là nơi có nhiều bạn tốt, có thể hỗ trợ nhau trên bước đường hoằng pháp lợi sanh sau này. Khi tôi nhận trách nhiệm trưởng ban hoằng pháp, Hòa Thượng Trí Thủ nói, thầy Trí Quảng làm việc này được. Vì từ miền Nam ra miền Bắc, thầy không làm mất lòng ai. Ở trường không làm mất lòng bạn thì đi đâu cũng có bạn. Các thầy muốn hoằng pháp phải có bạn, hành đạo mỗi thầy ở một tỉnh, nhưng gặp lại người bạn cùng học chung có thiện cảm thì mình đến đó làm việc dễ dàng. Nhưng oan gia gặp lại nguy hiểm, vì ở trường ai mình cũng gây thì sau đến đâu mình cũng gặp người thù. Trước khi vào trường không biết nhau nên không giận hờn. Nhưng ở chung, học chung mà giận hờn cho đến nói xấu nhau, như vậy là ác đã sanh, phải làm thiện để xóa bỏ cái ác này. Chúng ta phải nhớ, Phật đã dạy rằng việc tốt chưa sanh phải làm cho sanh, thiện nghiệp đã sanh phải làm nhiều hơn, ác nghiệp chưa sanh thì hạn chế, không cho phát triển, và ác nghiệp đã sanh cương quyết dứt trừ, không tái phạm. Bỏ ba thói quen xấu, phước đức cả đời. Việc thứ nhất, ngủ cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh. Phật dạy,
Con người nếu như ngày nào cũng dậy muộn, sẽ không có đủ thời gian để rèn luyện sức khỏe, khiến trí tuệ kém minh mẫn đi. Hơn nữa, việc dậy muộn càng khiến bản thân lười biếng, ăn không ngồi rồi, chán ghét lao động. Người như vậy, đến bản thân mình còn lo chưa xong, huống gì phụng dưỡng cha mẹ, góp ích cho đời. Việc thứ hai, sa đọa vào rượu chè, cờ bạc và tà dâm. Con người khi sa đà vào đam mê tửu sắc, làm bạn với rượu chè và trở thành nô lệ của tiền bạc, thì chắc chắn sẽ mất hết lý trí, lương tri, trở thành kẻ sống bê tha, tạm bợ và vô trách nhiệm. Một gia đình nếu như có con cháu không biết giữ mình, làm những chuyện suy đồi đạo đức, thì cuối cùng cũng tiêu hao phúc đức con cái, cuối đời sống lụi bại, tha hương cầu thực mà thôi. Việc thứ ba, nuôi tâm tà ác. Nuôi tâm tà ác chính là tật xấu bậc nhất của con người. Nếu không sửa đổi kịp thời, sa chân vào tệ nạn, làm việc tán tận lương tâm, không chỉ rút cạn hết phúc báo của bản thân, mà ngay cả người thân, con cháu cũng sẽ bị liên lụy. Phật dạy, làm người nên giữ trong lòng sự sáng suốt. Nếu làm những chuyện bài hoại, gia phong, trời đất khó dung, nền móng sẽ chẳng thể trở nên vững vàng, dù thứ gì được xây dựng trên đó cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Muốn con cháu đời đời sống an yên, bình ổn, thì nhất định phải tu thân dưỡng tính. Có như vậy thì phúc báo mới về ngày càng nhiều. Phật dạy, trên đời, con người nếu cho đi ba thứ đơn giản này, sẽ trọn vẹn công đức. Phật dạy, hành thiện tích đức là cách duy nhất để gia tăng phúc báo, giúp hậu vận rực sáng, con cháu hiển đạt. Thứ nhất là vật chất. Vật chất cho đi tưởng dễ, nhưng lại khó muôn phần. Bởi muốn dùng vật chất để giúp đỡ người khác, trước hết ta phải có tài sản đủ để nuôi sống bản thân và người thân của mình. Cha mẹ thiếu thốn, con cái đó rách, mà thiên hạ được no ấm, có phải rất đáng buồn không? Phật dạy, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Tiền càng nhiều, nếu giữ làm của riêng, sẽ chỉ sinh phiền muộn, bất mãn và lạm dụng. Thứ hai, giáo dục. Giáo dục tức là truyền cho người khác trí tuệ, để họ có kiến thức, kỹ năng thoát khỏi bể khổ, nghèo khó. Có câu nói như thế này, thay vì cho đứa trẻ một quả táo, hãy dạy nó cách dung trồng. Sử dụng vật chất để giúp đỡ người khác sẽ có giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tiền hết, lương thực kiệt quệ, nghèo đói vẫn mãi nghèo đói. Chỉ khi nào con người biết được đâu là con đường đúng đắn nên đi, hiểu được giá trị đích thực của lao động mới có thể tồn tại bền vững. Thứ ba, đó là dũng khí. Trong cuộc sống, con người bị bủa vây bởi trăm ngàn nỗi sợ. Sợ sẽ bị mất đi, sợ những điều chưa đến, sợ phải sống trong giày vò dằn vặt. Thế nên, nếu truyền cho họ dũng khí, sẽ trút được gánh nặng ngàn cân, không còn sợ hãi trước thời cuộc, dám đứng lên để tự nắm lấy vận mệnh của chính mình. Tiền không ham, không sợ thiếu, danh không màng, không sợ mất, sắc không quyến luyến, chẳng sợ bị giày vò. Từ đó, con người sẽ trở nên tỉnh tại, vô ưu trước mọi thăng trầm cuộc sống. Mỗi người sở hữu một số phận khác nhau, có kẻ giàu, có người nghèo, nhưng đừng vì địa vị sang hèn mà cản trở việc hành thiện tích đức. Làm việc tốt không chỉ dừng ở việc cho đi tiền tài vật chất, mà còn có nghĩa là buông bỏ muộn phiền. Thậm chí dù tay không tất sắc, ta vẫn có thể khiến thiên hạ hạnh phúc. Chỉ bằng một nụ cười nho nhỏ, lời hỏi thăm sức khỏe hay một tiếng chào thân ái cũng đủ tạo nên phúc báo cho bản thân. Năm đức hạnh của người cha giúp con cái trưởng thành, tương lai thành công. Con người sống giữa trời đất thì nhất định
không được xem nhẹ bản thân mình, mà cần phải biết tự trọng. Trong gia đình, một người cha biết tự trọng, bảo vệ, tự tôn của con cái. Khoan hậu mới đáng tin. Trẻ con thường rất tò mò, hiếu động, nên cũng khó mà tránh được những sai sót. Một người cha, nếu có thể khoan dung, nhân hậu, không dễ nổi nóng, lúc nào cũng nhẫn nại với con, thì chắc chắn là đứa trẻ sẽ ngày càng ngoan ngoãn. Ngược lại, nếu trách mắng một cách nóng nảy, không những không hiệu quả, ngược lại còn khiến trẻ nảy sinh tâm lý phản nghịch, thậm chí khiến trẻ trở nên yếu nhược, tự ti, khó hòa đồng. Nhân từ, biết thương xót người trong thiên hạ. Nhân từ tức là lương tâm. Lương tâm chính là thiên lý chính đạo. Nhân ái nhân từ, lòng dạ của bậc quân tử. Người có tâm thiện, vui với việc giúp người, cứu người lúc nguy nan, thì những người xung quanh đều sẵn lòng kết giao và càng muốn học hỏi theo. Con trẻ cũng từ đó mà học được cách yêu quý, đồng cảm và thương xót tha nhân. Tự trọng nên được người tôn trọng. Con người sống giữa trời đất thì nhất định không được xem nhẹ bản thân mình mà cần phải biết tự trọng. Trong gia đình, một người cha biết tự trọng, bảo vệ tự tôn của con cái. Khi con cái được tôn trọng thì mới học được cách tôn trọng người khác. Nếu người cha khinh biệt mọi người xung quanh thì trẻ nhỏ cũng học theo mà trở nên cao ngạo. Cao ngạo khiến người sinh tâm đố kỵ mà rấp tâm hãm hại, nên sau này đường đời sẽ gặp nhiều trắc trở. Trí tuệ tức có thể đi xa. Đạm bạc và tĩnh lặng thì không chạy theo thế tục, không ái mộ hư vinh, trong tâm có đạo, đó chính là chìa khóa của trí tuệ. Một người cha có trí tuệ thì chắc chắn sẽ giúp đứa con biết đối nhân xử thế, bớt đi đường vòng. Tấm lòng rộng rãi vì thông tỏ thiên hạ. Đức hạnh của người cha ảnh hưởng sâu sắc đến con trẻ. Người làm cha có trách nhiệm rất lớn đối với tương lai của con cái. Mà trong giáo dục con thì không thể chỉ giáo huấn bằng lời, mà phải lấy chính bản thân làm gương. Đây được gọi là thân giáo.